Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đà Tẻ. Chương trình hôm nay có các nội dung sau đây. Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 và kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức các lớp học tập quán triệt nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trao quà cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Đà Tẻ. Chung kết liên hoan giai điệu tuổi hồng năm 2019. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn của tỉnh. Tại đầu cầu huyện Đà Tẻ, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí huyện ủy viên khóa 8, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng, chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, chủ tịch mặt trận, trưởng đoàn thể các xã thị trấn đã về tham dự hội nghị. Qua 3 năm thực hiện chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nội dung giải pháp cách làm phù hợp sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng ý thức trách nhiệm và việc làm cụ thể thiết thực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương qua đó đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng các tổ chức cá nhân đã xây dựng được kế hoạch nêu gương cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo nhiều vấn đề bức xúc nổi cộng ở địa phương cơ sở được tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm thái độ tác phong lề lối làm việc của cán bộ đảng viên công chức viên chức được nâng lên các cấp các ngành các đoàn thể đã phát huy tinh thần chủ động sáng tạo bám sát nhiệm vụ chính trị nội dung làm theo tấm gương đạo đức của bác là những nhiệm vụ cụ thể thiết thực trong công việc trong cuộc sống thường ngày tại hội nghị tỉnh ủy đã tổ chức giao lưu giữa các tập thể và cá nhân có cách làm hay sáng tạo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn trong thực hiện chỉ thị năm và thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư, đồng chí Bí thư huyện ủy Đà Tẻ đã vinh dự được tham dự nội dung giao lưu giữa các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Nhân dịp này, tỉnh ủy Lâm Đồng đã khen thưởng biểu dương 18 tập thể và 38 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn suốt 3 năm qua. Huyện Đà Tẻ được biểu dương khen thưởng hai tập thể đó là Đảng bộ huyện Đà Tẻ và Hội nông dân xã Đà Ban và hai cá nhân gồm ông Ca Túc, Đảng ủy viên, trưởng thôn 8 xã Mỹ Đức và đồng chí Hà Vĩnh Du, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Triệu Hải. Thực hiện kế hoạch số 78 ngày 3 tháng 7 2019 của Ban Thường vụ huyện ủy trong hai ngày 15 và 16 tháng 8 2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đà Tẻ đã tổ chức các lớp học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết số 35 của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và nghị quyết hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành trung ương khóa 12 cho cán bộ đảng viên các cơ quan đơn vị trên địa bàn của huyện. Tại các lớp học tập và quán triệt, các đồng chí đại diện thường trực huyện ủy và lãnh đạo ban tuyên giáo đã tập trung thông tin và quán triệt một số nội dung trọng tâm của hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành trung ương khóa 12 và nội dung cốt yếu của nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12. Theo đó, từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 2019, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 để thảo luận cho ý kiến về đề cương văn kiện trình đại hội 12 của Đảng, bao gồm đề cương báo cáo chính trị, đề cương báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 bổ sung phát triển, đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Cùng với việc học tập quán triệt triển khai các nội dung hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cục công tác đảng và công tác chính trị đồng thời tổ chức học tập quán triệt triển khai nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới đây là nghị quyết rất quan trọng thể hiện sự đặc biệt quan tâm tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của đảng ta đối với việc bảo vệ nền tư tưởng của đảng kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thường trực huyện ủy cũng yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện theo kế hoạch của huyện ủy. Cán bộ đảng viên chủ động triển khai thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất. nhằm động viên chia sẻ đối với nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2019, đoàn lãnh đạo Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam do ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam dẫn đầu đã về thăm nhân dân các xã thuộc huyện Đà Tẻ bị thiệt hại do đợt mưa lũ xảy ra trong các ngày từ 7 đến 10 tháng 8 năm 2019 vừa qua. Theo đó, đoàn Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tận tay người dân vùng lũ của huyện 300 thùng bột lọc nước PVNG, 60 thùng hàng gia đình, bao gồm các vận dụng dùng cho sinh hoạt gia đình và 27 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ 400 chai nước uống và 500 tờ rơi tuyên truyền cho bà con nhân dân địa phương. Trị giá mỗi xuất quà dành cho gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ là 500.000 đồng, trong đó 100.000 đồng bằng quà và 400.000 đồng tiền mặt. Tại nơi mà đoàn đến thăm, lãnh đạo Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam đã thăm hỏi tình hình khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, đồng thời động viên các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, tích cực khắc phục thiệt hại, nhưng trong ổn định cuộc sống để tiếp tục lao động sản xuất vươn lên. Đặc biệt chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, nghiêm túc thiện khuyên cáo của ngành y tế và chính quyền địa phương trong phòng chống dịch bệnh, cũng như tiếp tục chủ động ứng phó với mưa bão thời gian tới. Trong đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8 vừa qua, toàn bộ 11 xã thị trấn của huyện Đà Tẻ đều bị thiệt hại trong đó các địa bàn như Triệu Hải, Đà Ban, Mỹ Đức, An Nhơn, Quảng Trị, đã Kho vào thị trấn Đà Tẻ bị thiệt hại nặng nề nhất với hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 đến gần 1 mét. Hàng ngàn hecta lúa, rau màu, cây ăn trái bị chặt úng và gãy đổ do sạt lở. Một số cây cầu, hệ thống đường giao thông tại các xã bị hư hỏng. Do chủ động ứng phó với mưa lũ cũng như cảnh báo thường xuyên của chính quyền từ huyện đến các xã thị trấn, nên trong đợt mưa lũ vừa qua không bị thiệt hại về người. Hiện chính quyền và ngành chức năng đang tiến hành đánh giá tổng hợp mức độ thiệt hại về nhà ở, tài sản, cây trồng, vật nuôi và cơ sở hạ tầng. Theo phản ánh của người dân vùng lũ, ngay sau khi xảy ra ngập úng, lũ quét tại địa bàn các xã, thị trấn, lực lượng dân quân du kích, cán bộ, chiến sĩ, cơ quan quân sự, công an huyện, đoàn viên thanh niên tại các xã, thị trấn đã có mặt kịp thời dùng các phương tiện từ xe, máy đến dụng cụ thô sơ để giúp được các gia đình vùng nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn, vận chuyển tài sản cho người dân tránh bị ngập lụt từ đó đã giảm thiểu được thiệt hại, đặc biệt không để xảy ra thiệt hại về tính mạng của nhân dân. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2019 và quốc khái mùa 2 tháng 9. Đêm ngày 15 tháng 8 2019, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Đà Tẻ, đã tổ chức chung kết liên hoan giai điệu tuổi hồng năm 2019. Trên cơ sở kết quả tại vòng cụm, ban tổ chức đã chọn ra 12 tiết mục, bao gồm hát múa, múa, đơn ca, tam ca, tham dự trong đêm chung kết của liên hoan giai điệu tuổi hồng năm 2019. Trong đó, xã Chiêu Hải và thị trấn Đà Tẻ, mỗi đơn vị có 2 tiết mục, các xã Hà Đông, Đà Bàn, Quảng Trị, Hương Lâm, An Nhơn, Đào Kho, Mỹ Đức và Quốc Oai, mỗi đơn vị có một tiết mục tham gia vào đêm chung kết. Đây là những tiết mục có chủ đề ca ngợi về đảng, bác hồ, tình yêu quê hương đất nước, về thầy cô và mái trường, tình bạn, về mùa hè mến yêu. Với sự trẻ trung, đầy vui tươi yêu đời của các em thiếu niên nhi đồng đã mang đến cho liên hoan những sắc màu tươi vui, tràn đầy sức sống, chứa đựng hơi thở của thanh xuân, của tuổi trẻ. Sau hơn một tiếng diễn ra, liên hoan đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao các giải A, B, C cùng giấy chứng nhận cho các thể loại hát múa. Liên hoan giai điệu tuổi hồng huyện Đà Tẻ năm 2019 là dịp để các đội văn nghệ thiếu nhi các xã thị trấn có điều kiện giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tạo sân chơi hè bổ ích, tạo cho các em được thể hiện tài năng của mình, được vui chơi và học hỏi thêm nhiều kiến thức, giúp các em có một kỳ nghỉ hè thật vui để chuẩn bị tinh thần bước vào năm học mới 2019-2020 với một tâm thế tốt nhất. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, Đoàn kết, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh các cấp trên địa bàn phố huyện. Nhân dịp này, ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên như đồng huyện Đà Tẻ lần thứ 3 năm 2019 đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích cho các em học sinh tham gia cuộc thi. Trao giải tập thể cho hai đơn vị trường trung học cơ sở Nguyễn Du và tiểu học Quang Trung có nhiều sản phẩm dự thi nhất và đạt nhiều thành tích nhất. Ngoài ra, để động viên phong trào Ban tổ chức cũng trao tặng 5 phần quà cho các tác giả khác tham dự cuộc thi.